Pere 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 pere. Pere 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 pere. 5 ông già ăn hiếp một thằng nhóc và 5 thằng nhóc tập thể một ông già. Theo anh em đâu là trận đấu solo công bằng hơn? Ở Wano, Kaido một mình cân siêu tân tinh thì tất nhiên rồi. Kẻ hạ được tứ hoàng bách thú cũng phải làm quả cân 5 để gánh team. Mega Q cho đội Luffy hay quét sạch team cho Crochet. Rất chi là khó nói bởi vì nhìn lù nó quay sang Saturn, Kizaru như là quay dế thế kia. Không thể nào chúng ta đoán trước được Oda còn để cho thằng bên phô trương cái điều gì nữa. Và cũng sắp rồi, chapter 1110 sẽ là bước đệm cho chapter 1111 cực kỳ hay vào tuần sau nhé. Con số gợi nhắc lại ngày sinh của Zoro Marimo. Trước khi anh đầu tàu trở lại với bản ngã con cưng, đáng lo cho thằng con ruột liệu hồn trước mặt đó là bộ sầu năm lão già đến từ thánh địa. Da này là da gân ấy, chứ cũng không phải là da khụm đâu, khó sời lắm đấy. 1110 chắc chắn sẽ là một chương vô cùng bùng nổ. 10 phút là khoảng thời gian đếm ngược trước khi mở Vegapunk khiến cả thế giới chấn động. Cùng mình đưa ra một số nhận định cho chương mới anh em nhá. Nào, let's go. Vẫn hãy đặt tranh bá Mobi, phiên bản mới siêu xịn sò, vô vàn event hấp dẫn, PVP đấu trường, hoạt động liên server, chiến đấu liên tục, hơn 100 hải tặc chuẩn cốt truyện, update liên tục. Link dưới mô tả nha anh em. Ngũ lão tinh tập hợp. Kichi Yoshi Nojutsu, lão Saturn mượn tí thuật trí triệu hồi, gọi hẳn 4 bạn già đến chơi. Phép dịch chuyển này cũng kinh đấy, bảo sao Kurosei bất bại bất tử suốt mấy trăm năm. Cứ ông nào bị bắt bẻ thì lại triệu hồi lật kèo để phản giao tranh. Chơi thế thì chơi một mình đi. Bí mật vòng tròn ma thuật là gì? Tại sao lại xuất hiện một nghi thức dịch chuyển bá đạo như vậy? Như các bạn cũng thấy đấy, thực tế cũng không cần đến Saturn. Các lão tinh có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhất định. Saturn đã từng teleport từ chiến hạm lên đảo với nghi thức này rồi. Tuy nhiên để dịch chuyển một khoảng cách khổng lồ từ thánh địa đến đảo Ekid, bắt buộc phải có một trong những lão tinh xuất hiện ở đó rồi. Mình cá rằng 4 vị lão tinh còn lại khi mà debut sẽ bật luôn full auto join tương tự như là Saturn hiện tại. Chứ nếu ở hình dạng người hoặc dạng lai thì quá là thiếu cân đối rồi. Đội hình 5 ông già cần quét sẽ setup ở chap tiếp theo 1110. Ngay khi mà Gorosei tập hợp, khả năng môi trường xung quanh bị thổi bay là rất cao nhá. Lúc trước chỉ có mỗi Saturn mà anh Tơn đã gây áp lực khiến tất cả những kẻ trong bán kính vài chục mét bị bất động rồi. Thì anh em nghĩ đi, gấp 5 lần như thế có khi nát bát luôn cả một hòn đảo đấy. Dư chấn đáp đất này còn hơn cả Galaxy Impact của Gap ở Hachinusu. Và điều gì đến cũng phải đến thôi. Luffy sẽ cảm nhận được những gì mà Sabo đã từng phải trải qua ở thánh địa. Anh trai viêm đế thì thoát được nhưng mà cũng mang những vết thương đầy mình. Đấy là ngũ lão tinh mới dọa thôi chứ ở đảo trứng này, mấy lão già muốn ăn tươi nuốt sống Luffy thì câu chuyện nó lại khác bọt ngay đấy. Lutemer, Gorosei quét sạch cả đảo ngay. Ở thánh địa thì còn kín tiếng không làm to chuyện, như ở chiến trường thì có mà thoải mái tung chiêu đi. Lu sắp phải đối diện với bộ phim kinh dị mà lúc trước Sabo mới chỉ thấy được phần trailer thôi. Sự xuất hiện cùng lúc 5 ngũ lão tinh, tin tức này đến tay Morgan thì phê nồi luôn. Điều báo mua bút vẽ lên tận mây, biết bao kịch bản Morgan có thể lý sự. Chung quy lại thì chính quyền thế giới đang quá khiếp sợ tứ hoàng Luffy mũ rơm. Chuyện Gorosei đồng loạt xuất chinh chưa hề có tiền lệ và anh em tin mình đi. Điều báo Morgan sẽ đưa tên tuổi Luffy lên 9 tầng mây, vẽ cho cô lù trị giá tầm khoảng 10 tỏi Billy là ít đấy. Chỉ cần thế giới nghe thấy tin Luffy một mình đối diện với 5 lão tinh, cậu sẽ trở thành idol lãnh tụ tối cao dẫn dắt tất cả mọi người. Và đổi lại, mình cũng đang thắc mắc rằng Gorosei mục đích là gì khi mà cùng nhau xuất chiến? Lo lắng tới vậy sao? Không lẽ Nika ám ảnh bộ sâu chính phủ đến thế à? Mình sẽ nói về trận chiến này ở phần sau nhé. Cách để cứu được Vegapunk. Theo như phản ứng của tiến sĩ Vegapunk thì xem ra ông hết cứu rồi. Đoạn ghi âm được phát đi chứng tỏ rằng tính mạng của Dr. Điên như nằm trên rằm mướp. Việc Vegapunk có thực sự bay màu quá sớm so với dự định hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Mình cũng không nghĩ là như vậy đâu. 10 phút là khoảng thời gian trước khi mà Punk công bố sự thật gì đó kinh hoàng cho toàn thế giới được biết. Khả năng là liên quan đến vương quốc cổ đại và một phần thế kỷ trống. AD lại thích nhất là Vegapunk tuyên bố thế giới đang sống từng nối liền với một khối không bị chia cắt bởi biển cả. 10 phút cũng là một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà các băng có được lúc đảm nhiệm băng lab. Chỉ có 3 người, bao gồm sao chủ này, Saka này, Pythagoras này xuất hiện trong video record thôi. 2 trong số họ đã chính thức bay màu sau đó rồi, thế nên mình nghĩ rằng
họ ắt hẳn phải để lại một di sản gì đó có giá trị. Trong chapter 1109, Pythagoras đã nói rằng có lẽ ông sẽ chế tạo một thứ gì đấy để giết thời gian, kết hợp với việc VK băng thừa sống thiếu chết. Và anh em nghĩ sao nhá, về việc Pythagoras sẽ phát minh một loại đồ chơi công nghệ có thể cứu được mạng sao chủ nhỉ? Bởi vì họ đều biết rằng khi video được phát đi, đồng nghĩa tính mạng của sao chủ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cho nên biết đâu Pythagoras trong 10 phút đã làm ra một thiết bị kích hoạt có thể cứu sống về cặp băng. Tất nhiên AD cũng chưa nghĩ ra được nó là cái phát minh gì nhá. Đoán chơi là một thiết bị thay thế nội tạng đi. Về cặp băng đâu cần ăn uống đâu. York có ăn, thế rồi nên mất đi bao tử cũng chẳng sao cả. Cứu được là vẫn sống ngon ơ nhá. Thiết bị này giúp ích rất nhiều cho Chopper trong việc cứu chữa cho tiến sĩ điên. Chỉ có cách đó thì mới cứu được mạng sống của ông thôi. Chứ ăn hai lỗ donut thế mạng phía kia thì sống kiểu gì được. VK Punk lại là người thường, không có gì nổi bật về sức mạnh, phải trông chờ vào công nghệ thôi. Và trên tất cả, chi tiết Kizazu sử dụng ánh sáng đục lỗ VK Punk chưa chắc đã là điểm xấu đâu nhá. Trong phẫu thuật có một phương pháp sử dụng laser để phong tỏa các mạch máu, ngăn cho cơ thể bị mất máu quá nhiều. Với việc anh Liêm chọn đúng chỗ VK Punk bị Saturn đục lỗ, biết đâu lại là một thủ pháp che mắt. Bên ngoài như thể là tung đòn kết liễu nhưng mà thực tế là cầm máu cho ông bạn già thì sao? VK Punk khó chết sớm lắm bạn ạ. Với độ liêm khiết đã được chứng minh thì chúng ta cứ tin vào Kizazu nhá. Biết đâu cú plot twist lật bài tẩy khi mà VK Punk tái sinh. Lúc đó Saturn hẳn phải tức ói máu vì đặt niềm tin sai người. Vậy xem rằng chap sau sẽ có cách cứu được tiến sĩ nhá. Động thái mới của Dragon. Trong khi tình hình chiến sự căng hơn dây đàn, lúc đó bên kia hồng tuyến, nhà cách mạng Dragon phản ứng với đoạn hội thoại kinh điển. Vâng, dấu ba chấm trong bong bóng chat chap 1109. Cái quần què gì thế anh Long? Anh tệ đến thế sao? Nếu vậy thì dân tình gọi là anh lăng cọc cũng không quá đáng thế nào các bạn ạ. Người muốn sẽ tìm cách, người không muốn sẽ tìm lý do. Khoảng cách đâu nói lên vấn đề gì đâu. Dragon là người sở hữu năng lực liên quan đến gió. Mà nếu không thể đích thân đến nơi thì vẫn có thể ra lệnh cho toán quân ở tân thế giới ứng cứu đúng không nào? Top 10 người đàn ông tệ nhất. Top 1, Long Ca. Đùa thôi chứ chắp sau kiểu gì nhà cách mạng cũng phải có động thái đáp trả. Tính ra Saka cầu cứu Dragon từ đầu ác luôn. Đừng có mở viện cớ nhá. Không có lý do nào hợp lý luôn. Và chưa kể bây giờ VKPunk đang phát live toàn thế giới. Các đội trưởng quân cách mạng cũng chẳng thể nào ngồi yên, nhất là Sabo. Nếu biết tình hình không chỉ có Saturn mà cả năm lão tinh đang có mặt ở Egypt, anh sẽ lập tức xin phép Dragon để có thể đến support cho Luffy. Koala hay 4 chỉ huy Đông Tây Nam Bắc cũng sẽ hưởng ứng nhiệm vụ này thôi. Nhưng mình nghĩ rằng Dragon sẽ đích thân đến đảo Trứng đấy. Ông có thể giải quyết ân ân oán oán. Vụ này liên quan đến VKPunk thôi thì chưa nói nha. Có cả Huma này, Bonney, Luffy dính dáng vào. Anh Long ngồi yên thì ai coi ra gì đâu. Mình cá rằng anh lăng cọc sẽ đi, anh ấy chỉ mang theo Ivankov, người có thể liên hệ thân thiết với cha con Kuma. Dragon không thể đưa tất cả các đội trưởng đi được, cho nên viễn cảnh đẹp nhất là Ivan cưỡi Dragon đến chinh phạt Edith. Và tất nhiên rồi, đi đường hàng không tới đảo trong vòng 10 phút tiếp theo. Với lại nếu như mà xét về sức mạnh nha, chỉ có Dragon là đủ tốt để có thể đối đầu với ngũ lão tinh thôi. Sabo bá đấy, nhưng chưa đủ trình đâu, phải là top 1 quân tự do cơ. Còn các đội trưởng sẽ được lệnh là theo chân Sabo, xâm nhập thánh địa. Ngũ lão tinh rời đi là cơ hội quá tốt để họ huy động tổ chức tấn công Marijoy. Tuy nhiên nhiệm vụ này không dễ nên chúng ta cứ từ từ thôi. Sẽ mạnh tay nếu như mà trận Exit có lợi cho phe Luffy. Nếu một lão tinh mà bị hạ nha, quân cách mạng sẽ được hưởng sấy lây đấy. Nói chung thì tầm này ai cũng trông chờ sự xuất hiện của Monkey D. Dragon, anh Long hay anh Lăng Cọc. Người đời sẽ gọi Dragon với danh xưng nào tùy thuộc vào động thái của những chat tiếp theo nha. Anh em dự đoán như nào hãy cùng comment bên dưới cho mình biết nha. Luffy bất lực hay là cân hết Gorosei? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói tới trận 1 cân 5 của Luffy này. Mình thực sự là không dám nghĩ Oda tàn nhẫn đến nỗi là để Lù bị 5 ông già đánh hội đồng đâu. 5 lão già đều đẳng cấp rất cao các bạn nha. Ít nhất là phải trên trình đô đốc hải quân đấy. Đầu tiên Luffy phải gánh chịu áp lực quá khủng khiếp của ngũ lão tinh. Sức ép là lớn hơn rất nhiều với Sabo ấy. Từ khi mà Lù lên Gear 5, nó toàn cười thôi. Chưa bao giờ thấy Lù nó tỏ ra sợ hãi bao giờ cả. Phải chăng đây sẽ là lần đầu tiên thằng bên cảm thấy rén nhỉ? Phải nớp bớt tính logic của trái Nika chứ. Để nó quay chĩa chùm cuối như vậy thì đỡ thì éo nó được nhờ các bạn nhờ. Như đã nói đấy, mình cũng không trông đợi Lù cân năm đâu. Nếu như vậy thì quá là ảo rồi.
nhạt thế, éo rồi đấy nha. Và cùng lắm là cân 2 hoặc cân 3 thôi. Nhưng mà cũng phải chật vật lắm, chứ cũng không phải là kiểu ao trình sa tơn đấm cho không trượt phát nào đâu các bạn nhé. Luffy phải đối diện với Ngũ Lão Tinh. Với đội hình vòng tròn, Gorosei sẽ hạn chế tầm hoạt động của Nika, tái hiện lại lịch sử trận chiến với Joy Boy của đại năm xưa. Trao đổi chiêu thức sẽ có người trong Ngũ Lão Tinh đủ nhanh để có thể gây ra sát thương cho Luffy. Lão cầm kiếm coi bộ là top mạnh đấy. Một người sở hữu điểm mạnh riêng, chứ cũng không phải là lão già nào thì cũng như là sa tơn siêu hồi phục đâu. Châu bò mà phế như bao cát thì cũng chẳng thấy một ích lợi nào đâu các bạn ạ. Rồi thì khi Luffy bị phong tỏa, trong số các lão tinh sẽ có người đi tìm nguồn phát tin mà can thiệp, tránh việc Vegapunk khiến thế giới bị chấn động, chính quyền mất uy tín trầm trọng các bạn ạ. Và Đô đốc Kizashi sẽ bị loại khỏi trò chơi. Và giờ lão tinh sa tơn phải tự mình đi phá đám thôi. Anh Tơn sẽ cử đi ngăn nguồn phát và lúc đó các thành viên băng mũ rơm sẽ phải tự xoay sở. Luffy bị mắc kẹt bởi 4 lão tinh còn lại. Tình hình rất chi là căng thẳng và khó đoán. Cuối cùng không biết Imusama nghĩ gì khi mà cấp dưới đồng loạt bay đến Ekid. Hẳn là vị vua thế giới phải tức giận lắm đấy. Có khi sẽ dùng cả hỏa mẫu để bắn lên đảo trứng cũng không chừng đấy. Tôi thì không hy vọng Imu sẽ được triệu hồi từ Ekid, nát mạnh tận thế giới đấy. Ngũ Lão Tinh thôi là quá đủ rồi, ác này thì cũng đã quá xứng đáng trở thành top chương hay nhất rồi. Và chắc chắn là đáng hay hơn cả Wano Quốc nha. Anh em có cùng quan điểm với mình không? Like video cho tôi biết nếu như mà các bạn cũng cảm thấy rằng Ekid hay hơn Wano. Ok, và trên đây là video dự đoán trong tầm 1110 theo anh em rằng một mình Kulu có ăn đủ Mega Q không? Comment bên dưới cho mình biết nha. Và sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Đầu tiên là một bạn giấu tên. Thuyền trưởng nghĩ xem có khi nào cha thằng lù đến không ạ? Vừa cứu với Vegapunk cùng với thằng lù 2 với 5 không ạ? Mong được lên TV. Nhắc tới anh Long thì chúng ta cảm thấy chán vờ lờ ấy. Tầm này không đến nữa thì đến lúc nào đúng không nào? Chắc là đợi vớt xác thằng bạn già với thằng con à? Yeah. Bạn Siniun. Lần đầu tiên like và đăng ký đó rất là toàn xem chùa. Đấy, cuối cùng thì bạn ấy cũng đã giác ngộ rồi. Xem chùa nhá, nó sẽ tạo nghiệp. Nghiệp chướng quá nhiều là điều không may mắn đâu. Các bạn học tập bạn ấy nhá. Bạn Minh Tiến này. Giả thuyết tóc đỏ đến Ekid có thể xảy ra, nhưng đến sau khi mà trận chiến sắp đến hồi kết thúc rất cao. Cái này thì ban đầu AD cũng nghĩ rằng Elbas sẽ là địa điểm lý tưởng lù với xanh giác ngộ nhá. Nhưng mà giờ ấy, ngũ lão tinh đều xuất hiện rồi, thì liệu còn có cơ hội để lù đến được Elbas hay không? Cho nên tóc đỏ có xuất hiện cũng là chuyện vô cùng hợp lý thôi. Và đừng quên ấn like, share clip nếu như mà các bạn cảm thấy nó hay ho. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo vào ngày mai nhá. Bye bye!